Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Lạng Sơn. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Đà Nẵng. Trọng kính Đức ông Hieronimo. Kính thưa cha tổng đại diện An Tôn và quý cha trong và ngoài giáo phận Huế. Thưa quý bề trên các dòng, quý thầy đại trung viện, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em hành hương trong nước cũng như từ hải ngoại. Con xin thay mặt cho ban tổ chức và điều hành kỳ hành hương năm nay, xin nói lời cảm ơn đối với tất cả mọi người. Nhưng trước hết chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang đã bằng muôn vàng hồng ân ban xuống trên tất cả chúng ta, gìn giữ mọi người được bình an trong những ngày hành hương năm nay, nhất là được những ngày thời tiết thuận hòa trong một mùa hè nóng bức như năm nay. Chúng con kính cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse đã đặt chủ đề Mẹ La Vang an ủi những kẻ âu lo, cũng như đã cho chúng con những chỉ dẫn trong công việc tổ chức, để tâm tình tạ ơn và mọi lời cầu xin của chúng con trong kỳ hành hương này hòa nhịp với định hướng mục vụ năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là đồng hành với các gia đình gặp thử thách. Chúng con kính cảm ơn Đức Tổng Francisco Xavier và quý Đức Giám mục đã hiện diện, chia sẻ và đồng hành với cộng đoàn hành hương trong hai ngày qua. Sự hiện diện của quý Đức Cha quả là món quà quý giá, khích lệ lòng yêu mến Đức Mẹ La Vang trong lòng mọi người chúng con. Chúng con cảm ơn quý cha trong và ngoài giáo phận đã về hành hương đồng tế cầu nguyện với cộng đoàn hành hương và cầu nguyện cho cộng đoàn hành hương. Cách riêng chúng con xin cảm ơn quý cha đã công tác trực tiếp vào công việc tổ chức ở các tiểu bang để mọi khâu tổ chức được thì tiến hành thuận lợi và phối hợp nhịp nhàng. Chúng con cùng xin cảm ơn quý bề trên các dòng tu và quý tu sĩ nam nữ, anh chị em các ban ngành thuộc nhiều giáo sự trong giáo phận đã công tác tích cực vào các phần việc lớn nhỏ cho sự thành công của kỳ hành hương năm nay. Đặc biệt xin cảm ơn anh em trật tự, nhóm anh em tình nguyện giáo sự La Vang và hai đội vệ sinh môi trường của giáo sự Nước Ngọt và giáo sự Khe Xanh đã không quản ngại gánh vác những công việc âm thầm và nặng nhọc nhất trong mấy ngày qua. Xin cảm ơn cộng đoàn lòng Chúa thương xót từ vùng Sài Gòn cùng các anh em chuyên viên truyền thông đã về đây công tác vào việc tổ chức giờ cầu nguyện và thánh lễ, đồng thời giúp truyền thông thực tiếp để mọi người muôn nơi được nhìn thấy những gì đang diễn ra trong những ngày qua tại thánh địa Đức Mẹ La Vang mến yêu này. Xin hết lòng cảm ơn nhóm thiện nguyện viên và quý bà con từ giáo hạt Đơn Dương giáo phận Đà Lạt đã bỏ nhiều công sức và cả tài lực nữa để công tác thường xuyên nhiều năm qua và chắc chắn còn nhiều năm tới nữa với Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang trong việc chỉnh trang cho Trung tâm ngày một khang trang hơn, nhất là năm nay đã giúp trang trí một lễ đài thật đẹp, công tác tích cực và trực tiếp với các anh chị em nhân viên của Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền và các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, xã Hải Phú, các y bác sĩ tình nguyện
đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức kỳ hành hương năm nay và nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi kịp thời và hiệu quả trong lĩnh vực an ninh, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, góp phần làm nên sự thành công và an toàn của kỳ hành hương năm nay. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang xin chân thành cảm ơn quý ân nhân và tất cả quý ông bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây, cũng như quý vị ân nhân vì công việc không về La Vang trong dịp này được, nhưng đã quảng đại giúp đỡ cho việc xây dựng và phát triển trung tâm này xứng tầm là trung tâm hành hương toàn quốc kính Đức Mẹ La Vang. Và quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em là bằng chứng nói lên lòng quý mến Đức Mẹ La Vang của con dân Việt Nam khắp nơi. Mẹ La Vang an ủi những kẻ âu lo. Lời này khích lệ chúng ta thật nhiều trong cuộc sống ngày nay. Mẹ đã từng trải qua âu lo khi phải bồng ẵm hài nhi trốn sang Ai Cập, lo lắng tìm con khi lạc con ở đền thờ. Chắc hẳn mẹ cũng âu lo khi nghe biết và khi thấy nhiều người chống đối con của mẹ. Mẹ tan nát cõi lòng, nhưng mẹ vẫn đứng vững dưới chân thập giá. Mẹ hiểu những nỗi âu lo của chúng ta, mẹ yêu mến chúng ta, nên mẹ sẽ luôn can thiệp đúng lúc kịp thời để an ủi nâng đỡ chúng ta, như xưa mẹ đã đến và an ủi cha ông chúng ta tại chốn này và hứa từ nay về sau ai đến cầu xin với mẹ nơi đây sẽ được mẹ ban cho như ý sở nguyện. Chúng ta hãy tin tưởng vào lời hứa của mẹ, hãy cậy trông vào quyền thế cầu bầu của mẹ bên tòa Chúa, để không chỉ những lúc La Vang, xin mọi người thông cảm cho những thiếu sót trong công tác tổ chức cũng như những hạn chế trong việc đáp ứng các điều kiện sinh hoạt của cho mọi người trong những ngày qua. Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn, chúng con nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử và bàn tay từ mầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn phúc lành xuống trên quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tất cả mọi người. Chúng con ước mong sẽ được phép của Đức Tổng để chúng con lại được gặp nhau trong kỳ hành hương năm tới mà mừng lễ Đức Mẹ lên trời hồn xá vào dịp 15 tháng 8, cũng như sẽ được Đức Tổng cho chúng con có nhiều tổ chức hơn, có nhiều dịp hành hương nữa trong năm tới để chúng con thoảm mong được niềm khao khát về với Đức Mẹ La Vang. Chúng con kính chúc quý Đức Cha, quý Cha và chúc tất cả mọi người hành trình về nhà được bình an và được nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại trong những kỳ hành hương năm tới. Chúng con xin cảm ơn tất cả mọi người.